Hello, xin chào tất cả các bạn. Nếu như các bạn đang tìm kiếm một món ăn chay thật là ngon, đơn giản, dễ thực hiện để dành cho những người thân yêu trong gia đình của mình thưởng thức thì các bạn đừng bỏ qua video của mình ngày hôm nay nha. Hôm nay thì mình chia sẻ với các bạn món sườn non chay chiên sả ớt, hay gọi tắt là sườn non chiên sả ớt. Rồi đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị ở đây là 6 miếng sườn chay. Đây là 80g sả băm, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm chay, nửa muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê ớt bột, có thể thay thế bằng tương ớt. Rồi đây là 2 chất sừng băm nhuyễn. Ớt sừng thì chỉ hơi the the thôi cho nên là mình kết hợp thêm với ớt bột hoặc là tương ớt đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ ngâm nước để cho sườn chay được mềm. Sườn non sau khi mình đã ngâm nước, bây giờ đã nở và mềm như thế này. Bây giờ mình sẽ đi rửa qua nước và mình sẽ vắt cho khô ráo. Tiếp theo mình sẽ cho sườn chay vào chảo để mình chiên. Rồi các bạn, mình chiên cho đến khi mình thấy là sườn đã vàng, vàng giòn mình sẽ vớt ra. Và bây giờ mình sẽ cắt đôi miếng sườn. Các bạn cũng có thể để nguyên nha, mình cắt ra thì khi mình ăn nó sẽ tiện hơn. Vẫn là dầu này, mình sẽ cho hết sả vào đây mình phi vàng. Sả bắt đầu thơm, mình sẽ cho ớt sừng vào đây, cho luôn ớt bột. Mình đảo cho đến khi sả gần vàng. Rồi sả đã rất là thơm, khô lại và vừa vàng tới thế này thì mình sẽ cho đường vào đây. Mình để mức lửa nhỏ ha. Rồi cho muối, hạt nêm, bột ngọt. Đều. Sả vừa vàng nha các bạn, mình đừng có rang cho nó bị cháy quá nha. Sau khi cho gia vị nêm nếm vào rồi thì mình sẽ cho lại 50ml nước lọc. Về gia vị nêm nếm các bạn có thể là nêm nếm lại sao cho phù hợp với khẩu vị gia đình các bạn là được ha. Sau khi mình đã cho nước vào rồi, mình chỉnh lên mức lửa trung bình, mình rang khoảng 30 giây. Rồi đã hết 30 giây, các bạn thấy là nước nó còn hơi sánh sánh thế này, các bạn sẽ cho hết sườn non rồi. Vẫn là mức lửa trung bình, bây giờ thì các bạn sẽ đảo đều. Sử dụng cái sạn á, mình đảo cho dễ nha.
Rồi, như vậy là mình đã vừa mới hoàn thành xong món sườn chiên sả ớt thật là ngon và đẹp mắt như thế này. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích món chay của mình ngày hôm nay thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè hơn nữa để biết thêm món sườn chiên sả ớt tại nhà thế này nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quý báu xem hết món ăn của mình ngày hôm nay. Mình hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye!